Dạ em chào cô chú anh chị, em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ bí quyết luộc hai loại bắp, bắp Mỹ và bắp nếp. Luộc làm sao để bắp mềm ngọt và không bị khô, và đặc biệt là sau khi mình luộc xong thì bắp nó vẫn căng mướt, bóng mướt rất là ngon. Bắp Mỹ thì giòn ngọt, còn bắp nếp thì mềm dẻo rất là ngon luôn. Đây anh chị xem nè, đó, nhìn là thấy được cái độ dẻo của nó rồi ha. Và đây cũng là cái bí quyết mà em học được từ cô bán bắp. Trước đây em luộc bắp thì hay bị khô và không có ngọt. Bắp rất là khô và cứng nữa. Nếu anh chị em nào cũng giống như em mà trước đây luộc bắp hay bị khô bị cứng thì em mời xem tiếp video xem bí quyết của cô là gì ha. Ở đây em có 4 trái bắp, 2 trái bắp Mỹ và 2 trái bắp nếp. Bắp Mỹ và bắp nếp thì thời gian nấu sẽ khác nhau, cho nên trong video ngày hôm nay em sẽ nấu cả hai loại bắp để anh chị xem ha. Để luộc bắp giữ được độ ngọt, mềm và không bị khô thì việc quan trọng đầu tiên đó là chọn mua bắp. Mình sẽ chọn mua bắp mà nó còn nguyên vỏ, nguyên cùi như vậy nè. Thì thường là những cái bắp này mình mua ở ngoài chợ mới có, còn ở trong siêu thị thì người ta cắt đầu cắt đuôi, người ta lột hết vỏ rồi, gần hết vỏ rồi, cho nên là cái bắp đó thì mình chỉ để nấu ăn thôi, mình chỉ để nấu canh, nấu súp thôi, chứ còn mình luộc thì nó không có ngon ha, nó sẽ bị khô bắp. Và nếu mà những anh chị mà ở vườn, ở quê á, thì mình mua được những cái bắp mà mới hái á, thì nó càng ngọt hơn ha. Và mình sẽ chọn những cái trái bắp nó đều. Thì để biết trái bắp đều hay không thì mình sẽ lật cái vỏ bên trong nè. Mình xem thì ở bên trong nếu mà hạt nó đều, nó chắc á, thì là bắp nó ngon. Với lại nếu mà anh chị thích ăn bắp non hay là bắp già hay bắp vừa á, thì mình tùy ý mình ha, mình chọn ha. Đây là trái bắp Mỹ nè, trái bắp Mỹ thì cái hạt nó vàng. Bắp nếp thì cái hạt á, nó màu trắng chứ nó không phải màu vàng. Khi mình ăn thì nó dẻo, còn cái bắp Mỹ thì ăn nó sẽ giòn hơn và nó ngọt hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cắt bớt đầu đuôi. Cái này thì người ta mới cắt cái lúc mà em mua nè. Thì mình cắt lại cho nó sạch. Còn cái phần này thì mình cũng cắt ít thôi ha. Rồi mình lột bớt mấy cái bẻ bên ngoài nè, những cái vỏ bên ngoài nè. Ở chỗ em thì khó mà mua bắp tươi mới lắm, tại vì ở người ta chở đến đây thì nó cũng xa rồi. Người ta chở đến đây thì chắc bắp nó cũng mấy ngày rồi. Nếu mà bắp mới á, nếu mà bắp anh chị mua mà bắp mới á, thì anh chị để càng nhiều vỏ càng tốt ha. Bởi vì khi mà mình giữ cái vỏ nhiều như vậy á, thì khi mà mình luộc lên á, nó sẽ giữ được cái trái bắp nó không có bị khô. Và nó giữ được cái độ ngọt của trái bắp nữa. Tại vì ở trong cái cùi bắp á, nó có cái vị ngọt rất là cao luôn ở trong bắp. Thì tại sao thường mình nấu ăn mình phải chặt nó ra như vậy nè. Mình chặt khúc nó ra để cho nó ra nước ngọt đó. Thì mình để cái vỏ như thế này á, thì mình sẽ giữ, khi mà mình luộc bắp mình sẽ giữ được cái vị độ ngọt của trái bắp. Mình lột bớt vỏ xong rồi mình sẽ cho vào một thau nước, mình ngâm với muối. Mình ngâm trong nước muối giống như rửa rau vậy đó, để loại bỏ phân thuốc nè, tại vì người ta trồng đôi khi người ta sẽ có phân thuốc ở trong đó đó. Thì mình sẽ ngâm, ngâm khoảng 30 phút. Sau khi mình ngâm muối khoảng 30 phút thì mình sẽ dùng cái cước sạch. Mình rửa ngoài cái vỏ nè. Mình thấy dơ thì mình rửa cho sạch ha. Em có bắt sẵn một nồi nước sôi để luộc bắp nè. Khi nước sôi thì em sẽ cho trước vào hai trái bắp nếp ha. Đây là hai trái bắp nếp nè, bắp màu trắng nè. Em sẽ cho vào em luộc trước, và lúc này thì mình chưa có cho cái gì vào đây hết ha, chỉ có nước thôi. Em sẽ luộc bắp nếp trước 30 phút. Bắp nếp em luộc được 30 phút thì em sẽ cho hai trái bắp Mỹ vào em luộc tiếp nè.
Lúc này mình vẫn chưa có cho gì hết ha. Sau khi em cho bắp mỹ vào em hầm được 20 phút thì em sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối. Lượng đường và muối nếu anh chị nấu nhiều hơn thì anh chị nhân lên giùm em ha. Ở đây nước em cho ngập 4 trái bắp như vậy nè, thì em sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối và 60g đường. Thì em sẽ đông ở đây là bằng muỗng này cho anh chị xem cho dễ ha. 1 2 là 3 muỗng, 3 muỗng vuông vuông ha anh chị. Lý do tại sao thì đến lúc này em mới cho đường và muối thì lát nữa em sẽ nói rõ ràng hơn ha. Bây giờ em sẽ đậy nắp lại và nấu thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút thì em sẽ tắt bếp luôn. Thơm lắm luôn á anh chị. Đôi bắp em tắt bếp ủ nãy giờ hơn 10 phút rồi đó. Mình ủ như vậy là để cái bắp của mình nó mềm dẻo hơn và thơm hơn, cũng như là nó ngấm đường vào bên trong, nó giúp cho cái trái bắp của mình nó ngọt ngon hơn đó anh chị. Như vậy là tổng thời gian luộc bắp của bắp nếp là 1 tiếng, còn bắp mỹ là 30 phút ha, cộng thêm 10 phút mình ủ nữa. Và tại sao mình không cho đường vào ngay từ đầu mà mình đợi đến khi luộc chín bắp rồi mình mới cho đường vào, rồi mình mới nấu thêm 10 phút để cho đường nó ngấm? Là bởi vì nấu bắp nó cũng giống như nấu đậu vậy đó. Nếu như mình cho đường vào sớm thì bắp nó sẽ bị cứng chứ nó không có mềm dẻo ha. Cho nên mình phải nấu cho bắp nó chín rồi sau đó mình mới cho đường vào. Và mình nấu thêm 10 phút nữa, mình chỉ cần nấu thêm 10 phút nữa thôi là nó sẽ rất là dễ ngấm cái đường. Và nó sẽ giữ được cái độ ngọt của cái trái bắp nữa, cũng như là nó không có bị khô đó. Nè anh chị xem nè, cái bắp mình luộc nóng quá, nóng quá. Đó, cái bắp mình luộc nè, nhìn nó ngấm ngon ghê chưa. Đây là trái bắp mỹ, còn đây là trái bắp nếp. Đây anh chị xem cái trái bắp nếp nè. Cái trái bắp nếp á, nấu thường á, nấu rất là khó nấu, bởi vì nếu mà ở nhà mà mình nấu á, thường là nó bị cứng chứ nó không có dẻo. Đây anh chị xem nè, nó nở nè, nhìn nó dẻo nè. Đó, ngon chưa. Và cái bí quyết hôm nay em chia sẻ đó là em học được từ cái cô bán bắp lâu năm. Mà cô chia sẻ, cô thương cô lắm, cô tận tình chia sẻ, cô chia sẻ rất là kỹ luôn á, để mình biết cách nấu. Tại vì trước đây á, em ăn bắp của cô thì em thấy rất là ngon, mà không biết sao mà em ở nhà em luộc á, đơn giản chỉ là luộc bắp thôi, nhưng mà mình luộc á, cái bắp nó khô queo à, nó không có ngon giống như là ăn bắp của cô. Đó, thì đây là cái bí quyết mà cô chia sẻ đó. Nè, cái trái bắp nè. Đó, anh chị xem nè. Đó, mình luộc xong á, nhìn cái trái bắp nè, nó căng mướt nè, nó không có bị mớp ha. Đó, vậy anh chị nhìn là cái trái bắp là y chang như trái bắp mình mua ở ngoài luôn rồi đó. Còn cái việc mà mình giữ lại cái vỏ như vậy á, là để cho cái trái bắp của mình nó không bị khô nè. Mình có để tới chiều hay tới tối thì nó cũng không có bị khô. Đó, và nó giữ được cái độ ngọt cho cái trái bắp nữa. Đó, ngon ghê chưa. Đây là trái bắp nếp ha. Đó, nhìn căng bóng, không có bị khô gì hết á, mà bắp rất là mềm luôn. Đó. Bắp nếp thì mình nấu nó phải dẻo, phải mềm dẻo như vậy thì mới ngon. Còn đây là cái bắp mỹ nè. Đó, anh chị coi nè. Trời, ngon chưa. Đó. Đó, trái bắp nè, căng mọng mướt ruột luôn, rất là ngon luôn nè. Trước đây em luộc bắp cứ toàn là cứ bị mớp không à, bị mớp cái trái bắp vô, nhưng mà nó cứng chứ nó không có mềm, nó không có thơm. Khi mà học được cái cách của cô á, về em nấu thử thấy rất là ngon, y chang như là bắp mình mua vậy đó. Nên là hôm nay chia sẻ để chị em mình biết, nếu như chị em nào mà giống như em trước đây mà luộc bắp hay bị cứng hay bị khô á, thì mình làm thử. Đó, trái bắp nè, ngon quá chừng luôn. Đây, anh chị xem nè.
Đó, cái bắp này nó nở nè, ngon ghê chưa? Đó. À, nó nở mềm nè. Dạ rồi, như vậy là em vừa chia sẻ xong cái bí quyết để luộc bắp ngon. Em cảm ơn anh chị đã xem video của em. Nếu thích video thì nhớ tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh, và nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng xem cho vui ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.